Dạ đầu xuống biết khối gì đó. Có sao nói vậy đó, ba má về ăn. Ăn ăn hết. Chín dám cho con. Ba má ăn thì ăn cho hết trong hội. Ăn hết thì chứ ăn cái gì? Đi không đi cũng lo con theo. Mình ta sao ta dám ra đây mày? Con ngày con mặt mà mày không dám. Con ngày mày dỗi mày ở đây mày đốt ngăn mày cúng đi. Nó con Yến nó báo giờ con đốt ngăn cúng bà nội ông nội gì đó mày. Thôi mẹ lớn mẹ trái thì con biết đâu. Để đây luôn hả? Ừ. Được không ta, ai biết đâu có rành đâu. Mày biết mày cúng lại đi con vô à. Vô làm chi ông nội? Để tôi sợ mà tôi kêu ông ra đây. À đất ơi. Cũng bẻ giò nữa chứ. Kẹt cái mày che gió rồi coi. Thăm ngàn. Đốt cái nhang làm gì luôn. Ba má ơi, yên báo nữa. Trời ơi. Thổi. Nhang mà thổi. Sao? Lắc cái tắt nhang mà thổi. Vậy à. Ba má ơi, con yên báo là nó giấy tầm bậy. Tôi đạp thì chết bây giờ. Ôi cái con nhỏ này chứ. Ai làm gì đâu. Để tôi cúng cho gái đàng hoàng đây. Tốt rồi nội cái gì. Hả? Mày đi vô mày á. Có hai mẹ đây rồi mày vô đi. Thôi mày ra đi mẹ tao vô cho. Nó ở lần nữa. Đi vô đi. Đứng ngay chỗ bác hai. Bác hai lên lắm. Ông đi ra đi vô coi nha. Ba má này con Yến nó báo quá. Con làm mâm cơm con cúng đàng hoàng á. Ba má về chứng kiến nè. Con có canh, con có canh, có nước mắm, có thịt kho đó. Ba chén cơm con không biết cháy. Dạ đầu không biết khối gì đó. Có sao nói vậy đó. Ba má về ăn. Ăn hết. Chín dám cho con. Ba má ăn thì ăn cho hết trong hội. Ăn hết thì chứ ăn cái gì? Mẹ giái như kiểu gì đó mẹ? Mẹ giái như kiểu gì đó mẹ? Tao có biết giái đâu mà mày nói. Rồi giái mẹ giái vậy sao mẹ chồng mẹ chứng được. Mẹ bao. Sao em nghe mẹ? Nó báo tao bây giờ nó nói tao. Mày đi vô đi. Anh nghe tiếng con đi vô. Mày nói về mẹ. Mày nói về mẹ. Mày nói về hả mẹ? Con thấy chưa con nói rồi, giờ sao con dám đi đi hết tỏi vậy đi? Yên rồi Yên, kêu ba đi Yên. Yên. Mẹ không có thấy ai đâu mẹ. Yên kêu ba đi Yên. Yên kêu ba lẹ đi Yên. Con lái vô quần bây giờ lẹ đi. Trời mẹ chết. Bà nội đi chứ mẹ. Bà nội đi chứ mẹ. Bà nội đi chưa nha mẹ? Bà nội đi chưa? Đi trồi vậy? Mẹ không có biết đây kìa. Kiểu trời ơi. Bà nội kiếm mẹ đi. Không thấy ai hết trơn, có thấy mẹ không mà. Mẹ mẹ sao không chạy nổi mẹ? Bà nội bắt chiều con đi, vẫn lạnh lạnh nha mẹ.
chiều qua giùm coi Yến. Yến ơi. Gì Yến, mẹ Yến ơi, tao chết, tao xỉu đó Yến. Anh phải mạnh mẽ. Trời ơi trời, cái gì mà linh dữ vậy mày, bà nội linh dữ vậy. Mẹ ơi mẹ, mẹ sợ không dám đi luôn á. Không có tay nào lắm mẹ. Cái gì vậy? Bà lẹ bà ơi. Làm gì cũng đúng má mà làm gì á. Bà nội về kìa. Nói nào? Bà nội về sau lưng của mẹ. Mấy ai đâu? Có làm trời. Ai vậy con? Trời ơi. Năm nỉ. Bà nội ngồi kìa ba. Không có thấy. Ông con nghe tôi. Ai đâu? Không có dò. Ông con ngang đi không nổi. Trời ơi, có xin gì đâu mà cho thấy, con kia thấy kìa. Xin số con hai, có hai tay hả? Tao thấy bà nội rồi á. Hãy xin số cho đi. Vô đây xin số cho con đi mẹ. Vô, gì đâu mà mẹ. Mẹ, vô đây xin số cho con mẹ. Mẹ, ấm nghe cho mẹ. Ôi mẹ ơi, nhìn nó kìa. Con có thấy gì đâu, mẹ bị gì vậy? Hú hồn tía. Chưa đang phải rồi nhờ rồi. Đánh nào con em. Đừng có giỡn, ba vô ẩm nghe con điếm nổi. Làm gì rung dữ hả? Bà nội kìa. Con làm gì vậy? Bà nội đi đi trời. Thì bà gái mà cúng thì phải ngồi ăn với trời. Mẹ không cầm mâm cơm đi về cũng có thấy ai đâu. Trời, mâm cơm vô cho anh. Trời. Dạ. Kiểu nó lớn chứ hả? Mâm cơm đi Trời. Có thấy ai đâu. Bà nội mới ngồi cho lưng tao đó. Đâu có. Trời. Anh hai nhìn lại coi. Đâu có ai đâu. Ủa thầy bị sao vậy? Trời ơi. Hai mấy con mày sao hả? Mẹ giá lại coi, ông em mà nội lên thiên đến vậy. Trời ơi, tao mới thấy bác ngồi đầu tóc trắng xóa mà ăn cơm rồi trời. Cái lúc mơ mà nội chết là tóc bạc hay tóc trắng mẹ? Trời bạc trắng gì mà. Tóc trắng. Ngon rồi, bưng mâm cơm vô đi ăn. Mẹ cũng thành đâm đi. Tao thành đâm dữ lắm luôn rồi, tao té đái luôn bây giờ. Bưng cơm đi. Mẹ hãy vô cầm, cầm bưng cơm vô, giá với một lần nữa đi. Vô giá thì mình muốn... Đứng lên nha, mày lết quầy đi. Thì muốn đem vô thì giá mẹ em ba mẹ ăn rồi thôi con xin phép con vô hay gì đó. Đó. Giờ má ông mong gái ba mong gái đi. Nhớ Hương mẹ, nhớ bà Hương mẹ. Ai tao thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng thấy cái gì? Tao muốn xỉu luôn em mà. Mày lết đi đâu vậy? Mình lết ra ngoài nha mày. Cổ gai nó đâm đứt chiếc mẹ mày. Nó giờ biết cảm giác gì nữa mà. Rồi mày lại đang xin đi. Ủa sao tóc không ở trên cái mâm cơm à? Bà đừng có nói gì hết trơn, bà cứ làm đi bà ơi. Cái gì? Mũi nhỏ ngoài nó cay cay. Trời đất ơi. Ủa nãy tôi bưng đâu có tóc vậy, sao tóc cái nè? Tóc thì tóc của bà rụng. Nãy đâu có tóc. Cũng tóc dài sọc bà đâu phải tóc tao quý. Tóc bóng vợ hả? Đúng rồi, bà nội gì thì trời mẹ ơi. Cộng tóc mình dữ lạ quá. Ôi mà đừng có làm ơn mà đừng có rủ ra ra đây nữa nha. Nè, con của một kia nó chạy rồi. Rủ đi mẹ mày. Trời ơi. Trời, coi như mà chửi đi vô bà Hương. Gì á? Nãy giờ bay hả? Sợ ma. Mẹ sợ ma không mà. Quỷ kia nó lết không rồi, nó đi rồi. Chủ hả trời? Vừa bưng đi, nãy bưng ra giờ bưng vô. Ra kéo đây. Mẹ mày gặp mày không à. Nè bưng vô tôi đi làm. Làm gì mà ném chọc mẹ đâu chứ. Báo không à, quỷ nhỏ thì nó lết đâu rồi. Thôi, giờ bưng hết. Bưng vô tôi đi, tôi đi làm mà. Vô mẹ. Ở đây đó hả, con yến báo rồi, tôi gặp đầu yến báo rồi nè. Mẹ. Ok cả nhà ơi, nói chung là cái này là cho mẹ Hương, chọc mẹ Hương nha cả nhà. Thì mọi người xem video em á, nhiều cô chú anh chị không biết á, tưởng là Hải Cao quay bằng nghĩa địa rồi cả nhà, nhưng mà không phải nha. Thì mấy cái khu mộ này là của gia đình Hải Cao đó,
của ông bà nội với mấy bác của Hải Ca đây cả nhà. Thì nó chưa trước khi quay thì Hải Ca cũng có đốt nhang xin phép rồi nha cả nhà. Nói chung là tâm linh mà đó, cũng có xin phép rồi chứ không có gì hết nha. Đi chọc mẹ Hương tí thôi nha cả nhà. Đây là ông bà nội của Hải Ca đó. Cảm ơn cô chú anh chị nha. Thôi bây giờ em đi vô nha cả nhà. Bye bye nha.